con lại đi đếm từng hình. À, chúng ta không đếm đâu. Nếu như mà chúng ta đếm thì sẽ rất là lâu. Bây giờ thầy chỉ cho cách, cách mà các bạn làm này. Phải bắt đầu, phải tức là phải mình tính như thế nào. Mình phải tính ít nhất là nó phải có được là bốn hình này, đúng không nào? Vậy thì mình thấy lấy cái này làm chuẩn được không? Lấy cái này làm chuẩn thì bây giờ ở đây, từ đây là đánh luôn, ở đây là mình phải có là gì, tính từ đây để mà đổi lên trên này, đúng chưa? Vậy thì đây sẽ là một này, một này, lên cạnh này là hai này, tính cạnh ngang này nhá, nhớ chưa? Tính cạnh ngang nhá, tính cạnh ngang này, mình tính cả cái cạnh này nữa là hai này, thấy không nào? Từ bên này đây là một này, thấy không? Đây là một này, ngoài này là hai này, thấy chưa? Lượng ra ngoài này hai, thấy chưa? Từ đây mà đổ xuống dưới thì đây là một này, dưới này là hai, Hai. từ đây là mấy? Đây là một, đây là hai, thấy không? Đây này, cạnh này này, thấy không? Đây là ba, đấy, thấy chưa? Vậy thì chúng ta muốn tìm được kết quả bằng bao nhiêu ấy, chúng ta đánh số như thế này xong, sau đó thì chúng ta sẽ lấy là các cái số ở bên ngoài này nhân lại với nhau, đó là 2 nhân 2 nhân 2 nhân 3 và bằng 24 hình. Và vì vậy chúng ta chọn là câu, đó là câu D. Ok. Các bạn hiểu chưa? Hay không? Hay, rất hay. Có, rất hay ạ. Hay, rất hay ạ. Rất hay đúng không? Đấy, Hay. những bạn mà không được học, Hay. nhắc lại nhá, mình phải đánh số ở đây, ở hàng ngang này, ở trên này, đây là một, đây là hai, đây là hàng dọc này, một hai, hàng ngang này là một hai, hàng dọc này một hai ba, thấy chưa? Và sau đó mình nhân ở bên ngoài vào là xong, luôn luôn đúng nhá, được chưa? Vậy bây giờ thầy ví dụ có một câu khác dạng này nào, vẽ 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 ô vở nhá, vẽ ô vở nhá, làm câu này cho thầy, vẽ ô vở nhá. Rồi bây giờ chiều này là có dọc là có 2, 4, có 7 cột, vẽ đi 7 cột, còn 7 cột nhá, còn mấy hàng, 2, 4, 6 hàng, 6 hàng 7 cột, được chưa? Vậy bây giờ thầy muốn hỏi các bạn, hãy tìm cho thầy xem có bao nhiêu hình chữ nhật chứa cái chữ A còng này, có bao nhiêu hình chữ nhật chứa chữ A còng này? Bạn Đức Anh nhanh tay nào. Thế là tạo thành hình vuông để hả thầy? Hình chữ nhật nhá. Vâng. Tạo ở đây nó, cái vẽ tạo này là hình vuông. Còn khi mình tìm nó là hình chữ nhật. Và phải hiểu rằng là hình vuông cũng là hình chữ nhật. Vậy trong này có là bao nhiêu? Dựa theo bài số 19 này, để phải chắc chắn có được một điểm là 4 điểm, tức là 4 điểm đúng câu này. Nếu mà gặp dạng này là phải làm được. Bất kỳ lớp 4 hay lớp 3 hay lớp lớp 5 đều phải làm được. Ra bao nhiêu? Một trăm linh tám ạ. Rồi. Ok. 108 đúng nào?
108 là kết quả chuẩn rồi, thầy nhầm nó cũng ra mà. Bây giờ nhầm này, nhìn vào đây, đây là thầy nhầm, còn các em chưa quen thì đừng có nhầm nhá, nhớ chưa? Các em chưa quen, các con có thời gian mà, thì đừng có nhầm. Thầy sẽ làm như thế nào? Bây giờ, tức là thầy phải bắt đầu lấy từ đâu? Tức là hiểu rằng là phải nhật bắt đầu đây đúng không? Thầy lấy một màu khác được không? Rồi, thầy bắt đầu đây từ đây đúng không? Đúng không? Đây là một đúng không? Bên này là hai đúng không? Bên này là ba đúng không? Đây, hai đây. Ba đây, thấy chưa? Từ đây lên đây là một đúng không? Hai đây đúng không? Đây là ba đúng không? Đúng không? Dưới này, một này, hai này, ba này, đúng không? Bên 3, bên trái nhá. Một, 4, hai, một, ba, hai, ba, bốn. Rồi, vậy thì có tất cả sẽ là lấy 3 nhân 3, nhân 3, 3 nhân 4. Nhân 3, nhân 3, nhân 4 bằng 127. 27 nhân với 4 bằng 108 đúng không? Đúng không? Phải không nhỉ? Vâng. 27 nhân với 4 bằng 108 hình. Đấy. Các bạn làm một vở đi. Làm tương tự giống như thầy làm. Rồi để thầy sẽ cắt cái ảnh này nhá. Để thầy cắt ảnh này gửi vào trong nhóm Zalo nhá. Được chưa? Được không nào? Được chưa? Rồi, thầy cắt ảnh này gửi vào trong Zalo cho lớp mình để lớp mình sẽ cùng nhau để mà xem lại bài nhé. Được chưa nào?